Lần nữa cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để xem phần 3 còn lại của chương trình bình luận thời sự của chúng tôi. Trong phần này chúng tôi bình luận về cái Hoa Kỳ tại sao mà xăm soi Việt Nam. Và mới đây Hoa Kỳ đã điều tra lên tiếng nói rằng là Mỹ sẽ áp thuế 456% đối với thép mà Việt Nam xuất cảng sang Mỹ. Cái gốc của nó không phải Việt Nam mà gốc nó Đài Loan và Nam Hàn. Thì phải nói rằng đây là một cái chuyện Mỹ đã có một cái quá trình điều tra lâu dài, do những công ty thép của nước Mỹ họ cùm lên, họ nói rằng là thép Việt Nam đã nhập vào bán cho Mỹ tăng quá nhiều, và đồng thời cái thép đó không phải là của Việt Nam mà lấy từ cái nguyên liệu sơ chế của Nam Hàn và Đài Loan. Do đó để cho Nam Hàn và Đài Loan tránh cái chuyện gọi là bán phá giá, Việt Nam thì không phải bán phá giá, nhưng mà cái làm cho cái người bị bán phá giá nó né được cái đó, giống như là lấy hàng của Trung Quốc làm cho Trung Quốc không có bị phạt ông thuế 25% vậy đó. Thì cái đó trong cái quá trình lâu dài thì Mỹ đã điều tra ra, và Mỹ nói rằng là sẽ phạt cái này 456% thuế nhiều lắm chứ, 456%. Bởi vì căn cứ vào cái thống kê mà theo dõi thương mại thì Mỹ nói rằng là Việt Cộng bán cho Mỹ có hai loại thép. Một cái loại thép đầu tiên là cái loại thép mà không rỉ không sét. Đó, cái loại thép đó, tự nhiên cái số loại thép đó trong thời gian qua là Việt Nam đã tăng lên cái số lượng 322%. Tự nhiên anh coi cái số đó để anh biết rằng là tự nhiên tăng 322%. Còn cái thép mà gọi là thép cán đó, thép cán thì là tăng 916%. Tự nhiên cái số lượng bán mua vô Mỹ nó thấy như vậy là nó hỏi liền. Giống như là bây giờ tự nhiên ngân hàng nó thấy trong thời gian qua cái account của anh nó lên tới, tự nhiên anh có 10.000 đô la, bây giờ nó lên tới 10 tỷ đô la thì nó phải hỏi tại sao mà có tiền vậy. Thành ra đây là cái chuyện lại ông tôi ở bụi này khôn. Tức là Việt Nam họ rất là tính hết, tính là có nhiều quân sư quạt mo quạt giấy lắm, nhưng mà họ đã tính nhưng mà họ không thấy được là Mỹ nó dòm nó thấy liền, cho nên nó điều tra. Khi điều tra xong thì Việt Nam bắt đầu là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao mới lên tiếng nói rằng là sẽ hạn chế cái đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy là cái thép này là cái thép hai cái nước kia đó là họ sơ chế sẵn rồi qua Việt Nam, mà Việt Nam chỉ là một cái giai đoạn hoàn tất và đóng cái dấu made in China, made in Việt Nam thôi. Thành ra nó cái hàng nó như vậy, giống như là cái NAFTA giữa Mỹ và Mexico, hàng hóa ví dụ như là cái áo quần may mặc thì ở Hoa Kỳ họ giải họ dệt của họ, họ cắt ở đây, tất cả cái material của Mỹ họ đẩy qua tên anh Mexico may, vừa đề cái mặt là made in Hoa Kỳ thành để bán, bởi vì nó ký cái hợp đồng như cái hàng giá nó cao. Thì trở lại như vậy chúng ta thấy là Việt Nam đã bị cái điều này một lần nữa. Và chúng ta thấy là khi xảy ra cái chuyện này thì cái bản tin của cái website của cái hãng Bloomberg thì nó chuyên môn theo dõi về kinh tế, và nó nói rằng là sở dĩ mà Việt Nam làm như bị như vậy đó là có cái nguyên quỹ là Mỹ họ dòm ngó, họ xăm soi, là bởi vì cái cán cân thương mại giữa Mỹ và Việt Nam nó lệch, mặc dù nó không bằng Trung Quốc mà nó lệch là 60 tỷ đô, và hiện giờ có khuynh hướng lệch hơn nữa. Do đó Mỹ đã tìm cách để mà đánh và thâu thuế lại. Thì cái điều đó khi anh đã bị người ta chú ý rồi thì những câu chuyện làm nhỏ của anh người ta theo dõi, giống như là anh có một cái dưới anh có một số thằng dưới người lính mà tùy thuộc anh, mà nó có cái tội rồi, có kỷ luật rồi thì anh hay để ý nó hoài thì anh phạt hoài. Giống như học trò mình là trong cái lớp mà nó luôn luôn nó có cái lỗi gì đó, nó hay thi cử mà nó ăn gian điều đó thì anh theo dõi hoài là thế nào nó cũng bị thôi. Thành ra cái kiểu Việt Nam đó, phải nói đây là một cái lần nữa mà Bloomberg họ nói rằng là Việt Nam cái nguyên do là
Đó, ở cái nền kinh tế Việt Nam là buôn bán với Mỹ là bị chênh lệch mà Việt Nam chưa thay đổi được, và do đó Mỹ xăm soi, và khi xăm soi rồi thì nó lòi ra cái vụ thép, và cái thép này nó làm cho Việt Nam bây giờ mà cái tiền phạt này đó Việt Nam phải đóng bằng tiền mặt, đóng bằng là cash deposit để mà Mỹ có thể là thâu cái tiền đó rồi chờ Việt Nam complain để chứng minh rằng mình có hay không có, chứ không phải là giống như anh ra tòa bây giờ bị cái ticket anh đóng cái đã để anh mới cãi, chứ không phải anh cãi rồi anh đóng. Thì bây giờ Việt Nam nói rằng là phải đóng cho Mỹ cái số tiền này cash deposit để cho giữ ở đó rồi điều tra hoặc là thưa kiện gì đó rồi giải quyết sau, chứ không phải là chờ. Do đó đây là một cái bài học mà làm ăn kinh tế của Việt Nam trong cái thời này nó không phải cái thời xưa. Cái đó là đối với Trung Quốc, Việt Nam đã quen rồi. Trung Quốc đối với Việt Nam và Việt Nam bây giờ đối với Mỹ như vậy là không được. Do đó chúng ta thấy cái cách làm ăn của Việt Nam cũng vẫn còn theo cái lối rừng rú, thưa anh Nguyên Huy. Vâng, thưa cách đây 5 năm á, thì chúng ta đã thấy là khi đó thì chưa có cái cuộc thương chiến Mỹ Trung nổ ra, thì Việt Nam đã mua thép một cách rẻ tiền của Trung Quốc rồi. Là tại sao lúc đó, đó cả thế giới đó không, cái mức cầu không có cao nữa, thì thép của Trung Quốc sản xuất ra ồ ạt đó, thì ế độc và chất kho nhiều. Và vì thế không biết là Việt Nam sang tự đề nghị hay là Trung Quốc nói với Việt Nam bán cho chúng tôi hết, là giải quyết cho chúng tôi cái số hàng ế ẩm này. Thì Việt Nam có đưa thép của Trung Quốc mà đã đóng nhãn hiệu Việt Nam sang cho Hoa Kỳ, và vì thế cho nên Hoa Kỳ đã biết từ cái thời gian đó đến nay không phải là thép của Trung Quốc nữa, thì là thép của Nam Hàn với lại của Đài Loan. Thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái nhà buôn ở Việt Nam đó thì sở dĩ là mua lại những cái thép của Nam Hàn với lại của Đài Loan, có lẽ là nghĩ rằng là Nam Hàn Đài Loan là Đồng đồng minh của Hoa Kỳ, thì có thể tolerate cho những cái hàng hóa này. Nhưng mà thật sự ra cái sự gian dối đó là của đối với là Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được trên một cái thị trường gọi là tự do. Thì tất cả những sự gian dối đó sẽ làm cho cái nền kinh tế của Việt Nam sẽ càng ngày càng mất uy tín đi, và trong mai mốt thì trước một cái tương lai đầy sáng sủa về vấn đề hàng hóa sẽ sản xuất tại Việt Nam được các nhà mà đầu tư mới có thể là di chuyển từ Trung Trung Quốc qua đó. Thì với lại cái thứ hai nữa là vừa ký được cái hiệp định EFTA với lại Âu Châu đó, thì có thể là cái nền sản xuất của Việt Nam sẽ gia tăng nhiều hơn nữa. Và trong trường hợp đó nếu mà còn có cái giữ cái kiểu làm ăn gian dối như thế này thì chắc là cũng không cất đầu lên nổi đâu, thưa giáo sư. Qua năm cái ngày lễ quốc tế, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ thì đã qua, thì chúng ta nhận thấy rằng là đây là cái lần đầu tiên cái ngày lễ cắt ngày lễ July 4 này thì đã có một cái sắc diện nó khác hơn với mọi năm, tức là thể hiện được cái ý chí, cái ý muốn của Tổng thống Donald Trump là có một cái ngày lễ nó mang được cái tính cách biểu tượng phô trương. Và vì thế cho nên là người ta thấy rằng là Tổng thống Donald Trump đã chủ trương là sẽ có những cái màn biểu diễn về phi cơ với những các loại chiến đấu cơ, oanh tạc cơ. Rồi thì cái thứ hai nữa, ở trên mặt đất thì có những cái đoàn xe tăng tối tân của Hoa Kỳ sẽ dầm dập biểu diễn qua. Nhưng mà hai cái chương trình đó thì thứ nhất cũng bị hạn chế lại. Thứ nhất là hạn chế về vấn đề số máy bay tham dự, và cái thứ hai nữa về phía xe tăng thì đến tập trung tại một địa điểm để dân chúng đến coi thôi, chứ không có biểu diễn trên có đại lộ Philadelphia của thủ đô Washington. Là bởi vì rằng là ông thị trưởng của cái thành phố này nói rằng là cái sức xe tăng mà đi qua sẽ làm nát đường của cái thành phố chúng tôi, và lấy quỹ đâu để mà làm để mà sửa đổi. Thì vì thế cho nên là vấn đề mà biểu diễn xe tăng thì không có. Tuy nhiên thì từ trước nay ngày lễ độc lập là lễ độc lập thôi, không có một cái chủ đề gì hết. Và năm nay thì có cái chủ đề là chào, kính chào nước Mỹ. Thì trong đó
Tổng thống Donald Trump có đọc một bài diễn văn ngắn và ca tụng nước Mỹ thôi, chứ không phải là nói đến cái vấn đề bầu cử và cái gì hết. Bài diễn văn ngắn lắm thôi. Thì thưa quý vị là đây là một cái ý định, nhưng mà cái ý định này á, đã bị gặp cái sự phản đối rất là dữ dội của Đảng Dân Chủ. Bởi vì rằng là Tổng thống Donald Trump làm tất cả nhiều việc lắm mà không bao giờ cho Đảng Dân Chủ biết về chi tiết cả. Đặc biệt là chi tiết về vấn đề tài chính, như là với cái vấn đề xây tường biên giới chẳng hạn. Đã lấy tiền đâu ra, Tổng thống Donald Trump cũng không có nói chi tiết. Rồi thì cái thứ hai, đến bây giờ một cái cuộc mà biểu diễn máy bay của cái Blue Engine, cái đoàn mà biểu diễn máy bay của Hải quân Hoa Kỳ đó là bao nhiêu tiền. Rồi thì một cái chuyến chuyên cơ của Tổng thống đi cùng với lại cái bay cùng với lại cái đoàn biểu diễn đó thì cũng bao nhiêu tiền. Thì không thấy Tổng thống Donald Trump nói gì cả. Và vì thế cho nên là cái việc mà phản đứng với lại Tổng thống Donald Trump về ngày lễ độc lập đó thì bây giờ đang sôi nổi ở trong Quốc hội, thưa giáo sư. Chúng ta thấy thật sự thì đối với một cái quốc gia lớn như Hoa Kỳ mà bỏ ra một số tiền 26 triệu để biểu diễn cái ngày quốc khánh thì cũng không có gì để mà nói. Chúng ta nhớ cái thời Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm mới về đã đặt ở Mỹ làm một cái pháo bông rất là tốn nhiều tiền để bắn ở Sài Gòn, ở sông Bạch Đằng cho người ta coi, thì cái đó không có ai có ý kiến, tại vì cái đó là thuộc quyền quốc gia, làm danh dự quốc gia. Nhưng mà thật sự đối với những cái đảng Dân Chủ thì họ tìm cách, họ dạch lá tìm sâu, bởi vì cái đó là quyền hạn, chúng tôi không có nhu cầu phải trình với quốc hội về cái tiền này tôi làm cái gì. Cái đó ổng du di trong ngân sách cũng là Bộ Quốc phòng nữa, thì phải nói đây là một cái vấn đề là Đảng Dân Chủ muốn chống ông Donald Trump thì anh làm cái gì họ cũng chống cả, thì cái đó là cái cách. Nhưng mà hiện giờ phải nói rằng là cái nước Mỹ nó là dân chủ như vậy, ông Trump làm nhưng mà cứ làm rồi tính nữa sao, cái gì nước thưa thì tôi ra tòa, ở nước Mỹ là như vậy. Anh cứ làm, nếu quốc hội không thấy đồng ý thì cứ thưa chúng tôi đi hầu, thì cái đó là cái cách làm cho người dân hiểu bên trong. Chúng ta hiểu được, nhưng mà chúng tôi nghĩ đối với một cái quốc gia thì cái điều đó cũng là bình thường, không có cái gì trở ngại trong cái chuyện đó, thưa khán thính giả. Rất cảm ơn khán thính giả, chúng tôi hẹn tái ngộ vào ngày mai.